52. Ta Bà Ha. Trong chú Đại Bi, câu Ta Bà Ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến 14 lần. Ta Bà Ha Hán Việt có 6 nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có đủ 6 nghĩa này. Nghĩa thứ nhất là thành tựu. Khi trì niệm câu chú này, tất cả sở cầu sở nguyện của hành giả đều được thành tựu. Nếu quý vị chưa có được sự cảm ứng khi hành trì là do vì tâm chưa đạt đến sự chí thành. Nếu quý vị có tâm chí thành và có niềm tin kiên cố thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Nhưng chỉ cần móng khởi một chút tâm niệm không tin vào chú này thì không bao giờ được thành tựu. Nghĩa thứ hai là cát tường. Khi hành giả niệm câu chú này thì mọi sự không tốt lành đều trở thành tốt lành như ý. Nhưng quý vị phải có lòng thành tín. Nếu quý vị có lòng thành tín hoặc nửa tin nửa ngờ khi trì chú này thì chư Bồ Tát đều biết rõ. Vì thế, nếu quý vị muốn mọi việc đều được đến chỗ thành tựu thì trước hết phải có niềm tin chắc thật. Ví như khi cha của quý vị có bệnh, muốn cha mình được khỏi bệnh thì quý vị phải hết sức thành tâm và chánh tin, trì tụng chú này mới có cảm ứng. Hoặc có khi quý vị nghĩ rằng, từ lâu mình chưa được gặp người bạn thân, nay rất muốn gặp anh ta. Quý vị niệm chú này một cách chí thành, liền gặp bạn ngay. Hoặc quý vị nghĩ, ta chẳng có người bạn nào cả, muốn có người bạn tốt. Quý vị trì chú này một cách thành tâm và liên tục, liền có được bạn lành, ngay cả gặp được thiện tri thức. Nghĩa thứ ba của Ta Bà Ha là viên tịch. Khi các vị tỷ khu xả bỏ báo thân hoặc nhập niết bàn thì được gọi là viên tịch. Nhưng ở đây, chữ viên tịch không có nghĩa là chết. Chẳng phải niệm câu chú Ta Bà Ha là để cầu sự viên tịch. Thế thì công dụng của câu chú này là gì? Viên tịch có nghĩa là công vô bất viên, là công đức của hành giả hoàn toàn viên mãn. Đức vô bất tịch là đức hạnh của hành giả đạt đến mức cao tột cực điểm. Chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới biết được công hạnh rốt ráo tròn đầy ấy, chứ hàng phàm phu không suy lường được. Nghĩa thứ tư là tức tai, nghĩa là mọi tai nạn đều được tiêu trừ. Nghĩa thứ năm là tăng ích, là sự tăng trưởng lợi lạc của hành giả. Khi niệm câu Ta Bà Ha thì công hạnh liền được tăng trưởng, hành giả sẽ đạt được chỗ lợi lạc an vui. Nghĩa thứ sáu của câu này tôi thiết nghĩ trong quý vị ít có ai biết được, vì trước đây tôi chưa từng nói bao giờ. Ta Bà Ha có nghĩa là vô trú. Nghĩa vô trú này nằm trong ý nghĩa của câu Ưng vô sở trú nhi sinh kỳ tâm trong Kinh Kim Cang. Vô trú nghĩa là không chấp trước, không vướng mắc hay bám chấp một thứ gì cả. Tâm vô trú là không có một niệm chấp trước vào việc gì cả. Không chấp trước nghĩa là tâm tùy thuận với mọi việc, thấy mọi việc đều là tốt đẹp. Đây chính là trường hợp vô vi nhi vô bất vi. Vô trú chính là vô vi theo nghĩa ở trên, và vô vi chính là vô trú. Khi quý vị vừa móng khởi lên một niệm tưởng, đừng nên vướng mắc vào một thứ nào cả. Đó là nghĩa thứ sáu của Ta Bà Ha. Quý vị đừng nên trụ vào các niệm tham, sân si, mạn nghi. Nếu quý vị có tất cả các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Dùng cái gì để chinh phục chúng? Dùng bảo kiếm ấn pháp này để hàng phục. Quý vị nói rằng tâm quý vị bị đầy dẫy niệm tham chế ngự, tôi sẽ dùng bảo kiếm này để cắt sạch. Nếu tâm quý vị có đầy ma oán, tôi cũng sẽ dùng bảo kiếm này đuổi sạch. Nếu tâm quý vị bị ma si mê chiếm đoạt, tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ này chặt đứt chúng từng mảnh. Tôi sẽ chặt đứt tất cả các loài ma ấy bằng bảo kiếm Kim Cang Vương này, tức là dùng kiếm trí huệ để hàng phục. Nếu quý vị muốn hàng phục thiên ma ngoại đạo thì trước hết quý vị phải chuyển hóa được mọi vọng tưởng của mình. Khi quý vị chuyển hóa được vọng tưởng trong tâm mình thì thiên ma ngoại đạo cũng được hàng phục luôn. Cho dù chúng có muốn đến để quấy phá, chúng cũng chẳng tìm được cách nào để hãm hại được cả. Trên đây là sáu nghĩa của Ta Bà Ha.
bất luận câu chú nào dưới đây có chữ Ta Bà Ha đều mang đầy đủ sáu nghĩa trên. Ha ha ha, 问什么的说。